Dạ, chị Nguyễn mến chào quý anh chị. Chào mừng quý anh chị mình đã quay trở lại với kênh Nhà đất Bình Chánh mới nhất của chị Nguyễn. Hôm nay chị Nguyễn sẽ giới thiệu cho quý anh chị mình một mẫu nhà nằm ngay trung tâm thị trấn Cần Giuộc, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An, nằm sát trục đường quốc lộ 50 luôn. Thì đường vào nhà của mình là đường bê tông rộng khoảng 4 tới 5 mét, xe ô tô 4 chỗ tới 7 chỗ mình có thể di chuyển tới nhà luôn nha quý anh chị. Thì với ngôi nhà của mình là diện tích là ngang 4 mét rưỡi, chạy dài vô là 12 mét, được thiết kế là một trệt một lầu. Nó có hai phòng ngủ và hai nhà vệ sinh, có không gian phòng khách, có sân trước và một cái cửa hậu bên hông rất là thông thoáng và mát mẻ luôn. Thì ngôi nhà của mình là có một cái hướng bắc nữa, thì rất thích hợp cho gia đình nào đang cần tìm nhà hướng bắc để mình mua ở hoặc là mình mua đầu tư nha quý anh chị. Thì từ vị trí của mình di chuyển về các quận huyện lân cận như quận 8, quận 7, Nhà Bè, Bình Tân, Tân Bình thì mình di chuyển mất tầm khoảng 25 đến 30 phút nha quý anh chị. Thì đây là cái mẫu nhà của chị Nguyễn sẽ giới thiệu cho chú anh chị mình. Thì được thiết kế là theo cái kiểu châu Âu mới nhất luôn nha quý anh chị. Thì toàn bộ ngôi nhà của mình là có một cái tông màu trắng rất là xanh sang trọng luôn. Phía trong cũng là màu trắng luôn nha quý anh chị. Như quý anh chị mình dòm nãy giờ thì cũng đã thấy cái đường nó cũng khá là rộng rồi, đường ô tô 4 chỗ 5 chỗ, 4 chỗ tới 7 chỗ mình có thể di chuyển tới ngôi nhà của mình. Thì ở đây mình di chuyển ra đầu đường quốc lộ 50 thì mình di chuyển cần khoảng là 100 mét thôi đã ra tới quốc lộ 50 rồi. Thì ở đây thì nó ngay dòng xây Tân Kim luôn, nó ngay trung tâm thị trấn Cần Giuộc, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An. Và ngôi nhà của mình được bán với mức giá đúng 1 tỷ 500 triệu nha quý anh chị, đúng 1 tỷ 500 triệu sổ hồng riêng, ngân hàng có thể hỗ trợ mình vay 40 đến 50% luôn. Đó. Thì nếu quý anh chị mình xem cái mẫu nhà này mà chưa ưng ý hướng, chưa ưng ý giá tiền thì quý anh chị mình có thể bấm qua phần video của chị Nguyễn. Bên phần video của chị Nguyễn cũng có rất là nhiều mẫu mã nhà đa dạng giá cả, vị trí đều khác nhau. Đó. Thì mẫu nhà trên 1 tỷ thì chị Nguyễn sẽ có sổ hồng riêng, ngân hàng cho vay nha quý anh chị. Mà dưới 1 tỷ thì bên chị Nguyễn có đồng sở hữu và quy bằng để gửi đến quý anh chị mình. Tầm khoảng là 390 triệu là chị Nguyễn sẽ có một cái căn nhà để cho gia đình mình, quý gia đình mình có thu nhập thấp hoặc là tài chính thấp, là chỉ cần 390 triệu thôi là mình đã có một cái căn sở hữu ngay một căn nhà mình ở, không cần phải đóng tiền hàng tháng nha quý anh chị. Thì đây là cái mẫu nhà sổ hồng riêng ngay trung tâm thị trấn Cần Giuộc, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An. Đó, thì như quý anh chị mình có dòm trước màn hình, căn nhà này là chưa có người ở qua nha, vẫn còn mới ten luôn nha quý anh chị, quá là tuyệt vời với căn nhà luôn. Thì trước khi bước vô nhà đó là cũng được bên chủ nhà người ta làm cho mình, xây cho mình là cái ba trụ cột khá là to luôn nha quý anh chị. Đó, đây ba trụ cột này khá là to luôn, có gắn hai bóng đèn hai bên cho gia đình mình nè, khá là tuyệt vời luôn. Thì cái phía sân này được có một cái phía sân này nhỏ nhỏ nè, về quý anh chị mình có thể tận dụng sân này để mình đậu xe máy nha quý anh chị. Bước vô nữa là một cái lớp cửa sắt sơn tĩnh điện hai cánh rất là dày dặn và chắc chắn luôn. Thì cái căn này thì chưa có làm mái che nha quý anh chị, về quý gia đình mình có thể hàn sắt, be sắt xung quanh và mình lợp tôn lên để che nắng che mưa, giúp cho không gian nhà mình nó sẽ mát hơn nha quý anh chị. Cái sân ngoài này thì được lót gạch là gạch chống trơn trượt nha. Thì ở đây thì cũng đã vô điện nhà nước, nước có thể cục chính thức hết rồi nha quý anh chị, về mình ở cũng khá là an tâm. Ở đây mình di chuyển về các quận huyện rất là gần và thuận tiện lắm nha quý anh chị. Thì bước vô nữa là một cái lớp cửa sắt sơn tĩnh điện bốn cánh luôn đó, với kính là kính cường lực nha, rất là dày dặn và chắc chắn luôn. Thì vô đây là một cái không gian phòng khách khá là rộng, diện tích nhà của mình là ngang là 4 mét rưỡi, chạy dài vô là 12 mét, nên cái phòng khách của mình rất là rộng rãi nha quý anh chị. Được lót gạch là đá bóng kính khổ 60 x 60, ở trên là trần cao khói nè, có bóng đèn là len, bóng đèn lon và đèn thứ hai đầy đủ thắp sáng hết ngôi nhà của mình. Thì phía này thì cũng đã được dược hợp cho gia đình mình nè, về quý anh chị mình có thể trưng bày những bình hoa, bình bông hoặc là bình rượu tây rồi đó, mình có thể trưng bày vào đây nó không gian dược hợp này, hoặc là mình có thể dán những bức tranh 3D lên giúp cho cái không gian phòng khách mình nó sẽ bắt mắt và nó thoải mái hơn nha quý anh chị. Thì tiến xuống nữa là một cái không gian bếp, không gian nhà bếp này cũng khá là rộng nha quý anh chị, khá là rộng rãi luôn đó. Không, đây là rất là rộng nha. Thì có một cái cửa hậu bên hông nữa nè, nó khá là sàn luôn. Thì về mình mở ra quý anh chị, mở cửa ra mình lấy gió từ ngoài vào á, rất là mát nha. Ở đây thì mình nấu nướng đây, mình mở cửa sổ ở đây, quá là tuyệt vời rồi. Gió nó cứ lùa lùa vào nên ngôi nhà mình rất là mát mẻ và thông thoáng luôn. Thì ngôi nhà của mình được bán với mức giá chỉ có là 1 tỷ 500 triệu thôi nha quý anh chị. Đừng bỏ qua cái video này. Ở trên còn hai lầu, ở trên còn một lầu và hai phòng ngủ, có một cái sân ban công ở ngoài. Mình có thể nhìn thấy toàn bộ vật cảnh xung quanh luôn nha. Đó. Thì đây là không gian phòng bếp nè quý anh chị. Đây là không gian phòng bếp được thiết kế theo chữ Y nha.
có tủ bếp trên bằng gỗ và tủ bếp dưới rồi. Mặt đá của mình là mặt đá ba cương và bồn inox 304 chống bị sét chống hao mòn. Ở đây thì cũng là trần la phong thạch cao nguyên khối, có địa chỉ qua văn chỉ nổi rồi, hết gia đình mình hết cái không gian phòng khách và không gian phòng bếp luôn, khá là sen. Đây đây cửa sổ nè, cửa hậu bên hông của mình mở ra mở vô rất là mát luôn. Thì không gian nhà vệ sinh thì được lắp đặt ở giữa nhà để tiết dưới chân cầu thang á, để tiết kiệm không gian ngôi nhà mình rất là nhiều luôn đó. Thì ở đây thì cũng đầy đủ tiện nghi như là bồn cầu, dù xe nhựa xịt thì đầy đủ rồi đó. Thì đây là đường đi lên trên, giờ chị Nguyễn mời quý chị mình cùng chị Nguyễn lên trên để mình khám phá không gian tầng trên nha. Tìm đâu ra căn nhà thứ hai nằm ngay trung tâm thị trấn Cần Giuộc, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An, ngay ngã ba, ngay dòng xe Tân Kim, sát quốc lộ 50. Từ vị trí ngôi nhà của mình di chuyển ra quốc lộ 50 á thì tầm khoảng 100m thôi. Với diện tích nhà là ngang 4,5m, dài vô 12m, sổ hồng riêng, ngân hàng có thể hỗ trợ cho mình vay 50%. Và tổng giá trị căn nhà của mình được bán với mức giá đúng là 1,5 tỷ thôi nha quý anh chị, quá là tuyệt vời cho căn nhà luôn. Đi tiện ích xung quanh như thế giới di động, điện máy xanh, bách hóa xanh, trường học cấp 1, cấp 2, chợ, rồi mình đi trong vòng bán kính khoảng là 500m thôi thì đã có đầy đủ tiện ích cho phục vụ đến quý anh chị mình rồi. Thì đây là cái tầng trên của gia đình mình vậy, nên cái diện tích đó, ngang 4,5m nên cái lối đi của mình khá là rộng nha quý anh chị, rất là rộng rãi luôn đó. Thì đây là cái phòng đầu tiên của trên lầu, đây là cái phòng này cũng khá là rộng nha quý anh chị. Ở trong đây thì cũng được lót gạch rồi, lót gạch và sơn toàn bộ trắng cho gia đình mình. Ở trên vẫn là trần thạch cao khói, có đèn ngủ và đèn thứ hai thắp sáng hết ngôi phòng của mình luôn. Ở đây thì có một cái không gian cửa sổ lấy gió từ ngoài vào rất là thông thoáng, và phía này là cửa gỗ nha quý anh chị, cửa gỗ. Thì không gian nhà vệ sinh được đặt giữa hai phòng thì cũng đầy đủ tiện nghi cho gia đình mình sử dụng nha. Đó, thì cũng được ốp gạch lên tầng lên tới lên cao luôn, khá là sạch sẽ cho cái không gian nhà vệ sinh của mình. Thì đây là cái phòng thứ hai này quý anh chị. Đó, thì cũng thiết kế mẫu mã cũng trang như nhau nha quý anh chị. Đó, thì có cái là ở đây thì có một cái ban công nhỏ phía ngoài. Ở đây thì có cửa, cửa bằng sắt sơn tĩnh điện, vẫn có là không gian cửa sổ. Nhà mình có rất là nhiều cửa sổ nên rất là mát nha quý anh chị. Thì mình ra cái khu vực ban công ngoài này á quý anh chị thì rất là thông thoáng luôn. Rất là mát nha quý anh chị. Đó, đây nè, cái ban công này mình có thể nhìn được và cảnh xung quanh hết luôn đó. Thì dân cư thì ở đây thì ở full bích hết rồi, như quý anh chị mình cũng biết, đây thì ngay trung tâm thị trấn Cần Giuộc mà nó, nên dân cư ở full rất bích hết rồi, rất là đông đúc luôn. Thì gói ghém còn sót được căn này sổ hồng riêng để gửi đến quý anh chị mình đó, nằm ngay trung tâm thị trấn Cần Giuộc với diện tích là ngang 4,5m, dài vô là 12m, sổ hồng riêng, ngân hàng hỗ trợ mình vay 50-60% luôn, quá là tuyệt vời với căn nhà của mình. Thì được bán với mức giá đúng là 1,5 tỷ thôi nha quý anh chị. Thì căn nhà của mình á, mình di chuyển về các quận huyện lân cận á thì mình đi tầm khoảng là 20-25 phút đến 30 phút thôi. Nó đi đường xe thì ô tô 4 chỗ 7 chỗ thì cũng có thể di chuyển tới nhà trước cửa nhà mình rồi. Đó, tìm đâu ra căn thứ hai. Thì sẽ đến đây rồi, quý anh chị mình đừng quên bấm đăng ký kênh cho chị Nguyễn để chị Nguyễn có động lực ra những video nhà mới giá rẻ để phục vụ đến quý anh chị mình. Thì bên kênh nhà đất Bình Chánh mới nhất của chị Nguyễn là Kim Châm làm việc là nhà thật giá thật, không xạo không ảo để mất thời gian của quý anh chị mình đi xem nhà. Chị Nguyễn quay căn này thì chị Nguyễn vẫn nói là diện tích nhà và vị trí nhà, giá nhà chính xác trên video luôn. Giá tổng căn này là 1,5 tỷ thôi, sổ hồng ghi đó. Bên chị Nguyễn cũng có nhận ký gửi mua bán nhà đất. Thì nếu quý anh chị nào có cần bán nhà hoặc bán đất thì cứ gọi cho chị Nguyễn sẽ xuống review để giúp cho quý anh chị mình bán nhà, bán đất được mau hơn nha. Thì chị Nguyễn cũng cảm ơn quý anh chị mình đã xem hết video của chị Nguyễn, và chị Nguyễn xin chào và hẹn gặp quý anh chị mình trong những video tiếp theo.